Các bạn ơi, hôm nay đi chợ tiếp các bạn. Đi chợ mua vịt về nấu bún măng vịt ăn nha các bạn. Đi vô chợ Cash and Carry. Đó, gia đình của mình kia. Đó các bạn. Đó, chuẩn bị đi vô chợ nha. Chợ đó rồi, tên chợ đó rồi. Tên chợ đó. Lạnh quá các bạn ơi. Vô chợ không biết có mở nhạc không? Nếu mà chợ mở nhạc là mình phải về lồng tiếng rồi các bạn. Chứ có nhạc bỏ vô video không có được. Lạnh. Đi tới coi có vịt không các bạn. Đi mua vịt là phải tìm vịt trước. Wow, kẹo nè. Kẹo Noel nè các bạn. Anh mua cái này. Mua này Noel phát cho mấy đứa ăn. Con thích ha. Hôm nay không có nhạc nói thoải mái các bạn ơi. Sô-cô-la. Sô-cô-la nguyên một thùng nè. Mua một cái nha. Mua một cái này để về chấm trái cây ăn. Nè, Vy có thích cái này không Vy? À, con gái. Tiếp tục đi. Anh ơi, em phải mua cái này. Mua cái này nè. À, cái này sao nó bự quá vậy? Định mua mấy cái thùng này nè, mà các bạn ở nhà có rồi, mắc quá ha. 21 đô một thùng. Ô, cho chị lớn bữa nay bị bệnh cảm rồi nè. Tội nghiệp Văn của mẹ chưa, Văn đẩy xe hả? Cái này gì đây? Bad food. Cái này mayonnaise này các bạn. Nguyên một thùng bự luôn. Có 11 đô 99 sen thôi. Không biết có mua không ha. Mua về chấm ăn hả? Rẻ. Không biết có ngon không nữa. Thôi. Ở nhà có mấy cái bình nhỏ ăn đủ rồi các bạn ơi. Đó. Nguyên cả thùng thì 47 đô 96 sen. Thùng một thùng chắc 4 hộp. Mua ly về cho mấy đứa nhỏ uống nước. Lấy này rẻ hơn chứ phải không? Nè thùng đó nè. Một cái 103 đồng. Sao một thùng 103 đồng hả? Còn cái kia thùng bao nhiêu? Mấy cái à? Cái xong mấy đồng à? Hút nè các bạn ơi. Không hút nè, made in ở đâu vậy? Made in China. Anh có ống hút USA không? Ống hút USA nằm trong đây nè. Hả? USA đó hả? Này. Lấy đi, lấy mấy bịch. Hai bịch nè. Okay. Mua giấy này về lau, ok ha. Ươm cây hay lau gì cũng được. Nước nghèo. Mì. Need more cup. Đây là chỗ cái tủ người ta bán thịt vịt nè các bạn. Thì mình hay ra chợ này mình mua vịt về mình làm bún măng vịt hay là vịt kho hay là vịt những các món vịt quay gì đó mình mua ở chợ này á, thịt ăn rất là ngon các bạn. Thịt nạc không à. Đó, mà cái thịt vịt nó thơm nữa. Thì mua ba con lạnh ngắt à. Rồi đây là nước đường đó, đợt trước mình có làm mà kẹo hồ lô dâu. Nè, có nhiều loại nước đường lắm nha. Nước đường dâu, nước đường táo, nước đường cherry, rồi nước đường trái vải, đủ loại hết. Mình thích loại nào thì mình lấy, mình thích màu trắng hơn, mình lấy ha. Muối nè các bạn, đây là muối biển ha. Ở Mỹ thì có 2-3 loại muối. Muối tự nhiên. Muối tự nhiên là muối biển nè. Còn có một loại muối hóa học nữa, ăn không có tốt.
Rồi ở đây là cái bánh xếp, ở trong người ta gói thịt heo rồi rau quả ở trong đó. Mình về mình hấp lên mình ăn, ngon lắm á. Một bịch như vậy á có 6 đô la thôi ha. Rất là rẻ, mình ngồi mình xếp không cũng mất công rồi. Đó. Ha. Lấy một bịch về hấp lên ăn. Đó, hai bịch. Lấy hai bịch tất cả. Mấy đứa nhỏ đi chợ lỡ ngồi lên xe như vậy rồi đâu có chỗ đâu bỏ đồ. Cuối cùng là phải dùng hai chiếc xe lận các bạn. Chè ô liu muối này. Ô liu muối như thế này nhỏ nhỏ, chừng này khoảng nửa ký 2 ký, nửa ký ha. Khoảng 600 gram thì hơn 3 đô, 3 đô rưỡi. 3 đô rưỡi thì khoảng hơn hơn 70 ngàn tiền Việt Nam. Có chỗ đâu để? Hả? Còn chỗ không? Ngồi đây Cho mình ngồi té con. Cái bịch này là bột chi nè các bạn, bột phô mai màu vàng đó, mình làm macaroni. Bịch như vậy thì khoảng 7 đô ha các bạn. 7 đô là nhiêu tiền? 1 đô là 24 ngàn. Đó. Về, vâng. Cái này con thích nè, macaroni nè. Macaroni. Hôm đãi xe hả? Xe đó đó, xe bự đó đó. Rồi, mua hai bịch đây là về đủ làm rồi. Mua hai bịch táo các bạn ơi. Đó, một bịch táo nhỏ như thế này thì khoảng cho 4 đô đi ha. 3 đô mấy thì 4 đô một bịch. Chạy ra khoảng 80 ngàn tiền Việt Nam một bịch. Còn táo xanh này thì mắc hơn chút xíu nè, một bịch 4 đô rưỡi. Đó. Gì cũng ngon ha. Mua về chấm muối ớt, lắc muối ớt ăn. Mình sẽ ăn đi đâu mất rồi. Ra ra ra. Được ra để em xách. Mua hai bịch táo các bạn ơi. Về chấm muối ớt ăn rất là ngon. Cầm giùm em cái. Ra ra cho mẹ bỏ với con. Để đó chỗ để chở đồ mà chứ đâu phải chở con không. Apple cái bên ăn không? Rồi, mua được hai bịch táo. Rồi vô đây coi có thịt gì không? Trong này lạnh quá. Phô mai này các bạn. Ngon ha. Cái nào cũng bịch phô mai này thì 11 đô một bịch. 11 đô là khoảng trăm trăm mấy 10 đô 140 ngàn, 11 đô khoảng 150 à. 150 ngàn một bịch. Một bịch như thế này thì 2 ký 27. Đó. Nguyên cả bịch luôn. Quá chừng. Phô mai lắc muối ớt. Phô mai vàng, phô mai trắng, đủ loại hết. Ha. Phô mai này, phô mai ướp nè, phô mai đen nè, phô mai đen xay ra nè. Mua bịch phô mai về rải vô gì ăn ha. Phô mai khoảng 11 đô.
Đó. Chi. Chi. Mơ mơ. Mở gì? Bánh mì nè các bạn, quá chừng tất cả các loại bánh mì. Mì này có giống bên Việt Nam không? Giống Việt Nam hay gì? Bánh mì nhà mình mấy đứa nó chả chịu ăn. Bộ bịch hành này. Trời ơi. Quá trời hành ha. Đó, bịch $5. Lấy một bịch. Xe cổ biển đâu? Cái gì con? $3.24 một bịch. Một bịch ha. Như vậy chắc 1 ký á các bạn, 1 ký 36 mà $8 là 186.000 đồng. Tỏi một bịch hành xách không nổi, xách bịch tỏi tới trước rồi xách bịch hành tới sau. Lấy bịch hành đó, thêm bịch hành nữa. Ok, chưa có hành lá nè, chưa có ngọt. Lấy một hộp kiwi. Kiwi nè. Kiếm chỗ để. Cái chừng rớt kiwi của mẹ. Đó. Hành tím bán ở đâu ha? Khoai tây nè, khoai tây vàng, khoai tây đủ loại hết các bạn. Nè, nhiễm cũ nè. Ba đi bắt rung rồi con tí ba ra. Đủ màu, đủ sắc hết ha. Khoai tây vàng. Một bịch như thế này thì khoảng 90.000 tiền Việt Nam một bịch. Bịch như thế này chắc khoảng 4 ký đó. Đó. Anh tìm hành tím cho em các anh. Hành tím. Hành củ tím á. Lấy hai cái một cái không? Lấy hai cái. Ăn lần, ăn được mấy lần? Nó trộn apple mới ăn. Mấy cái ăn nó mới có bỏ kiếm ra. Cái gì? Đó. Mua bịch le đi. Le, ok. Ớt này ớt gì? Con giảm đến đồ mẹ, hư hết đồ mẹ bây giờ. Ủa, nãy em có lấy bịch ớt chưa? Rồi. Ớt này ớt gì vậy anh? Muốn lấy quá. Loại này loại gì? Trồng được không? Lấy bịch hành. Bịch hành này, hành tím đâu đâu? Lấy bịch này hả? Ừ. À, ok, em lấy đi. Hành tím ngon. $3.50. Em lấy rồi, 2 bịch rồi. Hả? Gần nè. Nó gần cận nhà. Rồi mà cầm giùm con cái. Lấy đi chứ ở nhà lấy hết rồi. Làm đâu vậy không biết. Ở Mỹ lấy bịch gừng. Ăn thì lấy đi. Má ăn lấy đi. Ăn lấy đi. Chanh ngon chưa các bạn? Một bịch chín đô. Muốn là loại có hột hay không có hột? Có hột. Ừ,
có để đâu. No, anh no mà em. Bây giờ người ta tính tiền đó các bạn. Are these two on the same? Gì? Đó, đi chợ hôm nay vẫn 279 hai mươi mấy sen nè các bạn. Rồi. À, đi chợ sắp xong rồi các bạn ơi. Còn mớ nữa ông xã bỏ lên là xong. Đây, kẹo của mấy đứa này, kẹo Noel này, kẹo cây gậy. Bạn ơi, hôm nay đi chợ Cash and Carry đã xong rồi ha. Bây giờ mình đi về nhà thôi, đi về nấu bún măng vịt ăn mà không có măng. Giờ phải ghé tới chợ Việt Nam mua măng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.